Kính thưa quý vị và các bạn, Nam Đàn, mảnh đất đã sinh ra biết bao bậc danh nhân hào kiệt và những con người nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Vùng quê ấy với sông núi hữu tình, với dòng Lam Giang uốn mình như dải lụa đã trở thành niềm thương nỗi nhớ của biết bao người. Một vẻ đẹp có nét dịu hiền của thơ và nhạc, của những nét thâm trầm lịch sử đã được rất nhiều tác giả gửi gắm vào trong âm nhạc. Chúng ta đã trở về miền quê ấy qua rất nhiều tác phẩm như Tình quê Nam Đàn, Đất mẹ Nam Đàn hay Nam Đàn miền thương miền nhớ. Chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, chúng ta hãy cùng trở về quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu qua một sáng tác mới có tựa đề Về với Nam Đàn, thơ Hoàng Nghĩa Tự, âm nhạc Phan Huy Hà. Anh về Nam Đàn quê em, ngắm sông Lam Giang uốn mình như dải lụa, chờ nắng phù sa cho đôi bờ xanh mướt. Quê hương ơi thắm đượm nghĩa tình, về quê cỏ sen thơm tỏa ngát, nét hồn quê vì tương hén đậm đà. Chợ xa năm ơi bánh kề bánh đúc, bát nước chè xanh nặng nghĩa ân tình. Hoàng Nghĩa Tự là người con của quê hương Nam Đàn, lập nghiệp chốn phương xa. Những tình cảm của anh về quê hương, về mảnh đất chôn rau cắt rốn đã được anh gửi gắm qua những chuyến về với quê hương hay qua những vần thơ tâm sự với lòng mình. Chưa bao giờ thừa nhận mình là con người của văn học, của âm nhạc. Anh cũng viết không phải là nhiều, nhưng bài thơ Về với Nam Đàn là kết tinh của cảm xúc, của những phút giây thăng hoa của Hoàng Nghĩa Tự khi nói về quê hương. Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Nam Đàn, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Quê hương Nam Đàn còn là vùng đất đẹp và nên thơ. Nam Đàn có dòng sông Lam uốn lượn cắt qua với đôi bờ xanh mướt. Nam Đàn có những sản phẩm đã trở thành các thương hiệu nổi tiếng như tương Nam Đàn, chanh Thiên Nhân, hồng Đại Tuệ, sen quê Bắc vân vân. Nam Đàn còn có nhiều di tích lịch sử, giang lam, thắng cảnh rất đẹp, chứa đựng trong đó những câu chuyện lịch sử hào hùng lắng đọng. Những điều đó tạo nên cảm xúc trong tôi và tôi đã viết bài thơ Về với Nam Đàn. Phan Huy Hà là nhạc sĩ trẻ nhưng đã để lại nhiều dấu ấn với người yêu nhạc tình nhà qua các sáng tác về đề tài quê hương dựa trên chất liệu dân gian. Những ca khúc của Phan Huy Hà được nhắc đến nhiều nhất như Mình Về Xứ Nghệ, Tình Quê Xứ Nghệ. Khi bắt gặp bài thơ của tác giả Hoàng Gia Tự, nhạc sĩ Huy Hà đã sử dụng âm hưởng dân gian để thổi hồn cho những ca khúc, nhưng cũng khéo léo dùng các cung quãng và nét giai điệu mới lạ để người nghe cảm giác gần gũi và không bị nhàm chán. Bản thân tôi thì cũng quê gốc ở Nam Đàn, ở xã Văn Diên và cũng rất muốn là mình viết cho quê hương một cái tác phẩm để tri ân quê hương. Cũng rất là bất ngờ khi tôi gặp anh Hoàng Nghĩa Tự, anh có một bài thơ rất là hay, đó là bài thơ Về với Nam Đàn. Và bài thơ đã được tôi thổi hồn bằng âm hưởng của dân ca ví dặm phát triển
nó cảm thấy là tôi cảm thấy là có cái giai điệu nó mới mẻ hơn dựa trên nền của dân ca ví dặm. Kính thưa quý vị và các bạn, một lời mời gọi ý nhị mà vô cùng tinh tế, các tác giả đã gợi nên hình ảnh miền quê Nam Đàn có vẻ đẹp của dòng Lam Giang uốn lượn, những cánh đồng sen tỏa ngát làng quê. Về Nam Đàn, ta được hòa mình vào không gian của núi Đại Huệ với thông reo ngút ngàn, thăm làng quê Kim Liên, nơi in dấu tuổi thơ êm đềm của Bác Hồ kính yêu, và cảm nhận hương vị tình quê qua bát nước chè xanh, vị tương hến đậm đà. Một vẻ đẹp rất riêng, có chút xao xuyến, có chút nhớ thương, để mỗi khi ta đi xa thì Nam Đàn lại trở thành miền thương, miền nhớ. Em đưa anh về thăm hoàng trù làng sen, thăm mái nhà tranh ấm tình quê bóng, nơi có cánh đồng chiếu bóng nắng hạt, thoang hương sơn lắng đồng tình quê. Đấy là một ca khúc mới được phát triển về cái dân ca ví dặm, cái bài hát rất là hay, bản sắc rõ về cái dân ca xứ nghệ của mình. Trong cái ca khúc này gửi lên cho chúng ta một cái bức tranh tình cảm, yêu thương một cộng đồng sinh hoạt của người xứ nghệ. Đấy là một cái điển hình vùng quê xứ nghệ đặc sắc. Và ca khúc này nhạc sĩ đã rất khéo léo khi sử dụng cả cái quảng và giai điệu mới mẻ. Thưa quý vị và các bạn, không quá cầu kỳ về cấu trúc tác phẩm, nhưng Về với Nam Đàn chắc hẳn sẽ được công chúng đón nhận bởi ca từ giản dị và giai điệu ngọt ngào. Bởi hai tiếng Nam Đàn mỗi khi cất lên cũng đã khiến cho hàng triệu con tim trào dâng cảm xúc. Và ca sĩ Sao Mai Thanh Quý, một người con xứ Nghệ khá thành công với dòng nhạc dân gian bởi chất giọng thanh ngọt ngào, sẽ mang đến cho tác phẩm Về với Nam Đàn thêm một sức sống mới. Và trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Về với Nam Đàn, thơ Hoàng Nghĩa Tự, âm nhạc Phan Huy Hà, qua phần thể hiện của Sao Mai Thanh Quý. Âm tình quê bóng,
phù sa cho đôi bờ xanh mướt. Quê hương ơi thắm đượm nghĩa tình, về quê em có sen thơm tỏa ngát.